Vâng, trước mắt các bác là một con âm ly cao cấp nhất của hãng Fixer, Fixer 800T hàng hay bay về. Còn nguyên cao bộ gỗ zinc nha, nói chung là hàng sưu tầm bác, những con này hàng sưu tầm về. Đấu giá về, các bác nhìn cùng xem vỏ gỗ của nó này. Vỏ gỗ zinc nha, hàng sưu tầm nha các bác, các bác cùng xem độ đẹp từng chi tiết này. Đấy, từ nấm nút này các bác. 800T. Thuốc độc cho những các bác nào chơi AR, đã chơi AR3 rồi thì không bao giờ thiếu 800T cả. Và một trong những con Amley Fixer mà bên em sưu tầm về. Trước mắt các bác đây là con 800T. Điện 120V, 200W trên một cơn. Tem cờ là còn nguyên nha các bác. Khi các bác mua những con Fixer em đều tặng kèm cho các bác bộ jack chuyển đổi từ càng cua ra bắp chuối để các bác mình xài cho những bộ dây loa cao cấp. Con này series là 4731 nha, 4731 mới kem. Cậu thấy này, tem cờ còn nguyên. Bộ gỗ zinc là mê rồi. Đấy, cái bộ gỗ zinc nó cực kỳ giá trị nha các bác. Đây, cậu thấy này, tấm lưới tăng nhiệt của nó này. Cậu nhìn tấm cái bộ gỗ này, mức đồng luôn, độ đẹp của nấm nút này. Con này em đang giao các bác là 50.500.000 nha, đã bao gồm phí ship rồi. Hàng sưu tầm, bác nào thích sưu tầm thì alo cho em nhé. Chuyển khoản đủ thì em bớt 1%, là còn 50. Đây các bác xem, ngắt ngay luôn. Đấy, phía dưới của nó là của Gozing, nó sẽ có cái tem mà con én nó ngậm cái nút nhạc, đó là cái biểu tượng đặc trưng của Fixer. Đây các bác nhìn thấy đồ mới đây nha. Rồi bây giờ em sẽ mở nội thất bên trong để các bác cùng xem. Em nó chạy 4 con Motorola sò nhôm Motorola nha. Đây là nội thất bên trong, các bác thấy phía trên nó mới. Đấy, hai cái mút đệm để chống cái nắp sách nó đụng vào đây nha các bác. Tăng phô, các bác thấy mới không? Thời những ốc ác này. Đấy, khung sườn các bác cùng xem độ chi tiết, những chi tiết nhỏ nhất của sản phẩm luôn nha. Mới chưa, hay là những con kích Motorola 1, 2, 3, 4, và đây cũng phải 4 con nữa nha các bác, 2, 3, 4 Motorola hết. Và 4 con sò chính cũng là Motorola số 7 chân vàng. Đấy, cực kỳ là giá trị nha. Mời các bác cùng lướt qua một tí phía trên em nó, rồi em mời các bác cùng đi xuống phía dưới để xem phần linh kiện phía dưới nữa nha. Vâng, đây là phía dưới của con Amali 800T nha các bác. Đây, rất là mới nha. Tất cả là zin tuyệt đối hết nha các bác. Đây, các bác thấy từ chi tiết này nha. Hãy tụ nguồn vân vân. Bo nguồn rồi nó mới tinh. Các bác bo nguồn nó mới không? Dấu hiệu rất là ít sử dụng luôn. Đây thì tổng quan phía dưới đó các bác, các bác cùng xem nha. Tất cả linh kiện rất đẹp luôn. Nói chung con này quá mới, bắt đầu sưu tầm 800T trong buổi Tết này thì bên em này nha. Đấy, giá là 50.500, nên em đang giao các bác một con Fixer 800T đỉnh cao của Fixer và vỏ gỗ zinc nữa nha. Rồi em Chiến xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo nhé.